Máy Tám Quyền xin kính chào quý khách. Ngày nay, với cuộc sống hiện đại, nhu cầu sử dụng các sản phẩm điện tử, điện lạnh ngày càng trở nên phổ biến và trở thành những sản phẩm không thể thiếu trong mỗi gia đình Việt. Ra đời với sứ mệnh mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng nhất, Trung tâm Điện máy Tám Quyền tự hào là hệ thống siêu thị bán lẻ điện máy, điện lạnh gia dụng hàng đầu tại Quảng Ninh. Hệ thống hàng hóa phong phú, đa dạng và dễ dàng chọn lựa. Chúng tôi mang đến đầy đủ tất cả các mặt hàng điện tử, điện lạnh phong phú, đa dạng về mẫu mã như TV, tủ lạnh, điều hòa, máy giặt, máy nóng lạnh, quạt hơi nước, tủ đông, máy lọc nước, hệ thống loa, âm thanh, đầu máy và các hàng gia dụng nhập khẩu như nồi cơm điện, bếp từ, bàn ủi, ấm siêu tốc, máy xay, máy ép, quạt máy của các thương hiệu nổi tiếng như LG, Panasonic, Toshiba, Daikin, Hitachi, Sanjo, Sharp, Samsung, Media. Tất cả các sản phẩm này đều là hàng chính hãng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có phiếu bảo hành được cung cấp bởi nhà sản xuất với giá cả cạnh tranh, cam kết buôn bán giá lẻ cũng như giá xỉ. Đến Trung tâm Điện máy Tám Quyền, với không gian rộng rãi, thoáng mát, bài trí đẹp mắt, khách hàng sẽ được thỏa sức trải nghiệm và chọn lựa hàng nghìn sản phẩm để trang bị cho tổ ấm của mình. Sở hữu đội ngũ nhân viên nhiệt tình, chu đáo, có hiểu biết sâu sắc về các thiết bị điện máy, sẵn sàng tư vấn và cung cấp cho khách hàng các thông tin chi tiết nhất về các ưu nhược điểm của từng sản phẩm, đủ khả năng đáp ứng mọi yêu cầu dù là khắt khe nhất của khách hàng. Ngoài cung cấp sản phẩm, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ lắp đặt sửa chữa tận nhà bằng các chính sách kinh doanh, dịch vụ hậu mãi tuyệt vời, cùng chính sách hỗ trợ bán hàng trả góp 0% lãi suất, dịch vụ bảo hành bảo dưỡng tận tâm nhiệt tình, chắc chắn sẽ làm hài lòng quý khách hàng. Bên cạnh đó, nhằm chiên khách hàng, Tám Quyền còn thường xuyên tổ chức bán hàng khuyến mãi, bán hàng giảm giá sốc từ 10 đến 30%, thuốc thăm trúng thưởng, quà tặng hấp dẫn theo chương trình khuyến mãi của nhà sản xuất. Với quyết tâm sớm trở thành một hệ thống siêu thị bán lẻ điện máy, điện lạnh gia dụng hàng đầu tại Quảng Ninh, Tám Quyền luôn biết lắng nghe những nhu cầu, mong muốn của khách hàng để ngày càng hoàn thiện. Trong thời gian tới, Trung tâm Điện máy Tám Quyền sẽ mở rộng quy mô kinh doanh, bày bán đa dạng các sản phẩm điện máy, điện lạnh với nhiều chủng loại, giá cả hợp túi tiền, để người tiêu dùng có nhiều lựa chọn khi đến tham quan, mua sắm tại trung tâm. Hãy đến với Trung tâm Điện máy Tám Quyền ở địa chỉ số nhà 345 khu 2, thị trấn Bà Chẽ, tỉnh Quảng Ninh, số điện thoại 0973 368 429, 0985 104 271, 0836 888 429, 0233 888 429, email minhtanbachẽ123a@gmail.com. Trung tâm Điện máy Tám Quyền, sự hài lòng của khách hàng là thành công của chúng tôi.